Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục thí nghiệm trong Minua. Và hôm nay thì đặc biệt hơn một chút là mình sẽ mở phòng nha. Lát nữa mình sẽ mở phòng cho vài bạn vào chơi cùng Mèo Pèo đó. Vài bạn vào thí nghiệm cùng cho nó vui các bạn ạ. Ok, thì hôm nay mình nghĩ là mình sẽ làm một cái... Thực ra là bảo là con này nó mới được không mới đâu. Nó cũng khá là cũ rồi nhưng mình nghĩ là chắc là ít bạn biết đến. Đấy, hôm nay mình sẽ thí nghiệm hai cái con nhân vật mà mình nghĩ là chắc là nhiều ít bạn biết đến đấy, ít bạn biết đến đấy. Bạn nào biết thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nha. Còn mình nghĩ là chắc là bạn nào mà mới chơi thời gian gần đây thì mình nghĩ là sẽ không biết đến hai con này đâu. Ok, thì thực ra là hai con này nó không có trong kho login nha, không có trong Midua nha. Chúng ta phải mốt vào các bạn ạ. Bạn nào biết thì đừng quên để bình luận nha. Rồi, thì hai con này là gì thì các bạn cùng đón chờ video sau đây nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi, thì đầu tiên chúng ta như một công việc thường lệ là chúng ta phải ra ngoài đã. Mình sẽ chỉnh lại kho login này, mình sẽ đổi tên trước các bạn ạ, đổi tên trước. À, thì đây. Hôm trước thì mình có làm cái thí nghiệm bóng đá vs bóng rổ đấy. Bạn nào mà đã coi video này rồi thì đừng quên để lại dấu chấm nha, đừng quên chấm một phát cho mình biết nha. Ở đây thì mình sẽ sửa nó thành cái con này mình không biết gọi nhiều nhỉ. Mình cũng không thực sự mình cũng không biết tên con này là gì, thôi mình sẽ đặt tên nó là sinh vật lạ. Ok, để tên là sinh vật lạ các bạn ơi. Ok, lưu rồi. Con này thì nó có tên là gì nhỉ? Người không màu. Đúng không ta? Người không màu. Cũng đúng, gọi là người không màu cũng đúng, thôi kệ ghệ đi. Gọi là người không màu đi rồi. Cứ tạm thời cho thế các bạn ạ. Ok rồi. Vậy là mình sẽ đặt tên cho hai con này là sinh vật lạ và người không màu nữa rồi. Thì chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là không biết hai con này là cái quái gì đúng không? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mốt nha. Rất đơn giản thôi, bạn nào mà không nhớ thì có thể tua lại những cái video lần trước. Đầu tiên là vào cái icon menu này, open file location này. Đây. Sau đấy bấm back ra này. Chọn cái gì nhỉ? Đây, tìm cái file đó là Midua Data 410 Data này. Kéo xuống cái map đầu tiên, tức là cái map mình vừa mới vào ấy, cái map mình vừa dùng ấy, đây. Kiểm tra ảnh bìa nhá, đó, ảnh bìa chuẩn luôn, đấy, chuẩn map luôn, ok. Vào phần mode, vào phần map default, behavior, actual, đấy. Actual là nhân, là sinh vật nhá, cái này là sinh vật này, đây, bốc các thứ nói chung là, đấy. Mình mua mốt cái này mà chọn đấy, thì mình kiểm tra lại này, đây là cái gì đây? Đây là người không màu, ok, rồi. Trước tiên thì mình sẽ thử mốt cái người không màu và xem như nào nhá. Mình nhớ không nhầm cái ID của người không màu. Thực ra cái này cũng cũ rồi, cũng chả phải mới nữa các bạn ạ. Nó là gọi là như nào nó không rõ nữa, kệ đi. Đây, save này. Kiểm tra lại xem như nào. Người không màu, sinh vật. Chuẩn luôn các bạn ơi, người không màu luôn. Thì mình thử vào game gọi ra xem được không nhá. Vậy là đúng người không màu thật các bạn ạ. Rồi, để mình thử nào. Đâu rồi, con chim cánh cụt đúng không? Người không màu, đó. Hợp lý luôn, hợp lý các bạn ơi. Rồi, ok luôn. Có vẻ thú vị đấy. Rồi, bây giờ mốt tiếp một con sinh vật lạ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục mốt một con có tên là sinh vật lạ. Thực ra thì mình cũng không biết là con này tên là gì đâu, mình cũng không biết cái con này gọi phải gọi như nào. Nhìn nó lạ lạ thì mình gọi là sinh vật lạ thôi. Thực ra mình cũng không biết là con này là con gì. Nhìn nó giống con sứa các bạn ạ. Đây, các bạn đợi chút nhá. ID khá là dễ nhớ thôi. Nó là 10007 điệp viên 007. Đó. Xếp. Đây nhỉ, quên mất. Ok, rồi. Bấm tiếp tục vào sinh vật. Đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Bị đâu mất rồi? Alo, ủa? Nó tàng hình luôn các bạn ạ. Ui, nó tàng hình luôn rồi. Mình vào game thử xem nào. Hiện tại con này nó tàng hình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, sinh vật lạ, hiện tượng lạ luôn. Sinh vật lạ đây. Ok. Đó. Bạn nào biết con này là con gì không nhỉ? Mình thì mình hay gọi là con sứa các bạn ạ. Đây. Ui, có vẻ khá là to nhỉ. Đó. Cái con này thì bình thường mình cũng không gặp lắm, mình cũng không biết là trong sinh tồn có hay gặp con này không. Trời ơi, nhìn mặt khá là cute luôn. Ui, mặt nó giống Mèo Pèo phết mà, quả mắt giống Mèo Pèo phết. Ok, người anh em thiện lành đây. Mà nhìn hai con này có vẻ hơi bé nhỉ. Chênh lệch nhau kích cỡ hơi chênh lệch các bạn ạ. Hơi chênh lệch nhau, ok. Mình nghĩ là mình sẽ chỉnh lại nha, mình sẽ chỉnh lại cái kích cỡ của cái con sinh vật lạ kia vậy. Bạn nào biết tên của con đấy là gì thì đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Mình thì mình không rõ tên lắm các bạn ơi. Ok, mình sẽ chỉnh lại kích cỡ một chút. Đâu nhỉ? Sinh vật lạ đây, mình sẽ chỉnh số kích cỡ xuống 0.6 rồi.
0.5 thôi. Ok, lưu trở về này. Mốt lại các bạn ạ. Ờ, đây. Đây là cái sinh vật lạ đây. Đó. Ok, rồi. Xếp. Ok, rồi bây giờ kiểm tra lại này. À, sinh vật lạ. Ồ, ok, đúng rồi, thế đúng rồi, thế này đúng rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game và mở phòng nhá. Mình sẽ vào game và mở phòng cho vài bạn vào chơi cùng. Rồi, để mình kiểm tra lại cái con sinh vật lạ đã. Ok, kích thước này đủ, kích thước này vừa các bạn ạ. Mình sẽ cho 100 con sinh vật lạ và 100 con người không bầu các bạn nhá. Mình sẽ mở phòng khoảng 6 người đi. Mong rằng không lag các bạn ạ. Ok luôn, úm là xì bùa. Rồi, đúng rồi, mình sẽ đố các bạn đấy để coi xem là các bạn có biết tên mấy con này không. Mình tưởng tắt quyền đã, ok, quyền khách này, rồi, ok luôn. Đã mở quyền khách thành công. Alo anh em ơi, alo, 1, 2, 3, 4, nghe rõ trả lời, tất cả tập trung trước cổng thí nghiệm nào. Tất cả tập trung trước cổng nào, alo, tập trung trước cổng nào, alo, đâu rồi. Alo, anh em được hết rồi, tập trung trước cổng này. Bây giờ tôi có một câu hỏi cho anh em đấy. Bây giờ có một câu hỏi cho mấy đứa, đố nó trả lời luôn. Bây giờ đố các bạn trả lời được. Đâu rồi, anh em tập trung trước cổng nào đây, ngồi xuống bàn chuyện cái ở đây, ngồi xuống bàn chuyện cái đây. Đâu rồi, hết rồi, đây. Bây giờ tôi đố anh em nhá, bây giờ đố anh em này đây. Đố anh em biết đây, con này là con gì? Đấy. Đố biết con này là con gì? À, đoán xem con này là con gì. Anh bị lỗi skin nữa đâu, chắc là mày đã bị lag ấy, chứ anh bị lỗi đâu. Không tin là ngày mai lên video coi để xem lỗi mà lỗi. Con gấu trúc á. Thực ra anh cũng chẳng biết là con này là con gì đâu. Anh tạm thời gọi nó là con này là con người không màu ấy. Tạm thời gọi nó là người không màu nữa. Đấy, nói chung là không phải chim cụt đâu. Con này là con người không màu, nói chung là tạm thời gọi thế đi. Chứ thực sự anh cũng không biết con này là con gì luôn. Rồi bây giờ tiếp này. Bây giờ tiếp là con này con gì này, xem con biết con tìm nhá. Đoán này thử này. Này, đoán xem nhá. Từ, đợi pháo hoa hết đã. Ok rồi. Này, ôi, đoán xem con này là con gì. Đoán xem con này là con gì. Anh cũng không biết tên con này là con gì đâu. Bạn nào biết tên, anh cũng không biết tên con này là con gì. Có bạn nào biết tên con này là con gì không? Bạch tuộc đâu, vớ vẩn, nó có chân này kìa, có đầu sao bạch tuộc. Anh cũng không biết tên con này là con gì, các bạn nào biết tên thì đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Đấy, mọi người ở đây cũng không ai biết tên con này là con gì luôn. Thôi thì tạm thời gọi là con mực đi, cũng mực cũng đúng nữa. Thôi, tạm thời gọi là con sinh vật lạ. Ok, hôm nay là chúng ta sẽ có thí nghiệm, đó là cho 100 con sinh vật lạ đối với cả 100 con người không màu. Ok, rồi bạn nào dự đoán sinh vật lạ thắng thì đừng quên để lại bên phía 1. Còn bạn nào dự đoán người không màu thắng thì đừng quên để lại bên phía 2 nhá. Rồi, bây giờ thì Mèo Péo sẽ tiến hành gọi ra mỗi bên 100 con mấy đứa. Đây, tránh xa ra không mà lag nhá, anh sẽ ngồi đếm này. Bây giờ sẽ là chuyên mục tua nhanh video xin phép được bắt đầu. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã tiến hành triệu hồi thành công rồi. Đã triệu hồi thành công, đó là 100 con người sinh vật lạ. Thôi tạm thời gọi là sinh vật lạ nhá. 100 sinh vật lạ đấu với cả 100 người không màu các bạn ạ. Nhắc lại nhá, bạn nào dự đoán sinh vật lạ thắng thì đừng quên để lại bên phía 1. Còn bạn nào dự đoán người không màu thắng thì đừng quên để lại bên phía 2 nhá. Ok rồi, hiện tại là Alert Rock và dự đoán 2 đúng không? Ok, Alert Rock và dự đoán 2 này. Ở Sini là 2 này, Victoria 2, ok. Bây giờ chúng mình mở cổng ra, chuẩn bị này. 3, 2, 1. Mở cổng. Để coi xem là bên nào sẽ thắng sinh vật lạ đối với cả người không màu. Chung một cái kèo này cả hai con đều lạ các bạn ạ. Hai con này đều lạ, không biết được con nào thắng con nào thua đâu. Kèo khá là căng luôn, chưa biết được bên nào thắng bên nào thua các bạn ạ. Úi trời ơi, đang cực kỳ bay lắc luôn. Mấy đứa đứng lên cao thì đừng đứng đấy, đứng lên lag đấy, bay lên cao thì đi, đứng lên lag đấy, hết lag này đó. Đứng lên trên này nhìn xuống này đỡ lag hơn. Ok, hiện tại là cái kèo này tôi vẫn chưa biết được bên nào thắng bên nào thua đâu, rất là căng kèo luôn. Hiện tại là hai bên đang thi nhau ăn miếng trả miếng. Từ từ hình như không biết là có con nào bị kẹt ở dưới nhỉ. Không có này, ngon, đóng cổng luôn, không cho qua luôn. Đấy, thu hẹp khoảng cách, thu hẹp lại. Đó, cho nó solo với nhau cho nhanh. Ui, hiện tại tôi chưa biết được bên nào thắng bên nào thua. Theo như dự đoán ban đầu thì có khá là nhiều các chuyên gia đấy. Các chuyên gia ở đây đang dự đoán đó là người không màu thắng.
thì có vẻ như là người không màu đang thắng thật đây. Ok, vậy là người không màu thắng thật con ạ. Wow, người không màu thắng thật luôn. Vâng, vậy là chúng ta đã có kết quả, đó là người không màu chiến thắng. Vâng, vâng, bạn bạn nào rồi, người không màu chiến thắng là chính xác đấy. Wow, kinh ấy nhở. Ghê đấy, ghê đấy. Rồi, bây giờ kèo tiếp theo là bây giờ solo 1-1 nhá. Bây giờ 1-1, đó, 1-1. 1-1. Mấy đứa đoán xem người không màu với cả... Đấy, 1-1 nhá, người không màu với cả con Steven La để coi xem bây giờ thắng. Đấy, bây giờ solo 1-1 các bạn, solo 1-1 luôn. Xanh chín luôn, hey, 1-1 luôn. Hợp lý, nào, uầy. 1-1 để coi xem bên nào thắng, bên nào thua. Ủa. Ủa, thật sự luôn. Ôi, mà chính ra cái con, hey, mấy đứa có để không, mấy đứa để không? Cái con sinh vật lạ ấy, cái con sinh vật lạ ấy, mặt nhìn rất giống cái skin của mèo Bell đấy. Cái mặt con sinh vật lạ đó nhìn rất là giống skin mèo Bell. Anh bị lỗi skin đâu, bị lỗi đâu, chắc là do em bị lag rồi. Khổ, chắc mạng em lag đấy. Không tin là ngày mai cứ lên kênh mèo béo nhá, mở video mới nhất ra xem. Đấy, mở video ra coi, chắc chắn là không bị lỗi skin luôn. Nhìn vẫn đẹp da như này, lỗi skin đâu. Uầy, solo 1-1 có vẻ căng ấy nhỉ, có vẻ khá là căng các bạn ạ. Chưa biết được bây giờ thắng bây giờ thua đâu. Wow, khiếp thật luôn. Uầy, solo 1-1 thì rất căng, nhưng mà đánh hội đồng thì bên mực thua các bạn ạ. Đánh hội đồng thì bên sinh vật lạ thua. Nhưng mà solo 1-1 thì ôi, solo 1-1 thì sinh vật lạ vẫn thua luôn. Ok luôn. Vậy là chúng ta đã có kết quả, đó là sinh vật lạ thắng toàn tập luôn. Đây, đây, mặt ngáo chứ, nhìn kỹ con này giống mà đúng không? Nhìn kỹ cái mặt con này giống mà, đây nè, thử mà xem đâu nhỉ. Đây nè, nhìn mặt con này giống mặt mèo Pea mà đúng không? Nhìn mặt giống mèo Pea đúng không? Em nhìn kia đâu, nhìn kỹ thử lại nào. Đây, đứng đứa này, để bay cho rộng này. Mấy đứa bay ra đây cho rộng này. Đó, nhìn kỹ. Đó, nhìn mặt. Nhìn mặt kia quỳnh quả mặt. Ôi trời, khác cái mồm thôi. Trời ơi. Đó, nhìn đây đúng rồi, đây là pet. Đây là thần thú của mèo Pea. Nhìn hay phết nhở, nhìn hay phết chứ, nhìn thú vị phết. Bạn nào biết tên con này là gì thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mình các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.